Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài học về những cái kiến thức cơ bản về nghề YouTuber các bạn nhé. Làm hẳn một cái slide training rất là đẹp. Định training cho một bạn nhưng mà thôi mình nghĩ là kiểu mấy cái kiến thức này nên chia sẻ miễn phí để cho các bạn có thể mới làm YouTube hoặc là các bạn sắp định làm YouTube ấy, thì các bạn sẽ kiểu sẽ nắm được ấy. Mình sẽ hệ thống lại ấy, chứ không như kiểu là các bạn lên trên YouTube và các bạn tìm ấy, thì các bạn sẽ không xem được các cái nội dung nó từ đầu ấy. Mình đang tiến hành một cái series ấy, hỗ trợ cho các bạn mới làm YouTube hoặc muốn làm YouTube ấy, từ A đến Z, tức là cái từ đầu đến cuối, để làm sao xây dựng được một cái kênh YouTube sạch, xanh và kiểu phát triển bền vững ấy, giống như mình. Anyway, hôm trước mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn tạo tài khoản Google, tạo kênh YouTube rồi xác minh số điện thoại. Thì những cái video tiếp theo thì nó sẽ nối tiếp từ cái video đấy. Nếu như mà bạn nào mới đến kênh của mình ấy, hy vọng các bạn có thể subscribe và đăng ký kênh. Hy vọng các bạn có thể đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo mình chia sẻ. Ok, chủ đề của hôm nay, video này sẽ chủ yếu về kiến thức cơ bản về nghề YouTuber mà mình lấy được ở trên các cái trang chính thức của YouTube này, rồi là cái kinh nghiệm của mình làm YouTube bao nhiêu năm nay, thì mình sẽ tổng hợp lại để cho các bạn có thể hiểu biết hơn, hy vọng như thế. Các bạn giống như một tờ giấy trắng ấy, thì hãy để mình vẽ lên một cái bức tranh đẹp cho nó. Ok, sẽ không vẽ bẩn và bôi than lên đấy đâu. Trước tiên mình sẽ đi vào cái nội dung của video. Thì bây giờ ví dụ thứ nhất là các bạn thắc mắc là nghề YouTuber hay là làm YouTube thì là cái nghề gì. Thì theo như cái mà gọi là hiểu biết chung chung nhất ấy, và nó đúng nhất ấy, thì nghề YouTuber là nghề chia sẻ nội dung bằng video đấy. Tức là các bạn nếu các bạn có thể quay video này, các bạn có thể quay màn hình này, rồi các bạn có thể dựng phim này, dựng vlog này, rồi là làm các cái nội dung từ hoạt hình các thứ ấy, thì tất cả những cái dạng đó đều phải tổng hợp lại và xuất bản ra thành video để các bạn có thể up lên YouTube. Tức là nếu như mà không phải là video thì các bạn sẽ không up lên YouTube được. Đấy, đâm ra là nó là một cái nghề mà chia sẻ nội dung bằng video. Nhưng mà cái từ nội dung ấy, nó là một cái từ rất là kiểu rất là rộng. Nội dung bằng video thì các bạn sẽ có hàng tá các cái loại nội dung khác nhau. Thì theo như mình và kinh nghiệm của mình ấy, và kiểu mình cũng xem YouTube nhiều ấy, thì nó cũng chỉ có hai loại nội dung thôi. Một là nội dung đào tạo, educational video, và nội dung thứ hai là giải trí. Thì trong cái giải trí thì có phim ảnh này, ca nhạc này, hài hước này, các kiểu đấy. Thì đấy là một cái nội dung nữa. Tức là một cái mảng nội dung. Thế còn bên chia sẻ về phần giáo dục thì có bạn dạy học này, dạy phần mềm này, dạy làm toán này, dạy các cái mẹo vặt trong cuộc sống này, rồi là dạy nói chung là cứ cái gì về dạy dỗ thì cái đấy là nội dung giáo dục. Thật ra là nghề YouTuber chỉ là nghề chia sẻ nội dung bằng video thế thôi, và nó có hai cái nội dung đó thôi. Ok, thế còn cái tiếp theo thì các bạn cũng hiểu sơ bộ về YouTube là gì, TikTok là gì, Instagram là gì, rồi là mấy cái kiểu Facebook là gì ấy. Trước khi mà bạn tham gia vào một cái nền tảng, trước khi bạn muốn trở thành một cái gọi là một cái người có thể kiếm tiền ở trên YouTube ấy, thì bạn cũng nên hiểu sơ bộ là YouTube là gì. Thì ở đây mình có gạch đầu dòng ra một số cái điểm, tức là một số cái điểm về YouTube. Thứ nhất, đó là một cái nền tảng để các bạn có thể chia sẻ video trực tuyến. Và tính đến hiện nay nhé, năm 2022 ấy, thì YouTube nó là cái nền tảng mà chia sẻ video trực tuyến và lớn nhất và thịnh hành nhất, và nói chung là nhiều người xem nhất, nhiều người dùng nhất, gọi là ở trên cái hành tinh này luôn. Nhưng mà không biết là một vài năm nữa thì nó sẽ ra sao và nó sẽ kiểu phát triển đi lên hay là đi xuống. Bởi vì là thực tế là hiện tại thì cũng có rất là nhiều nền tảng chia sẻ video cạnh tranh với YouTube, như kiểu là TikTok này, rồi là Facebook thì có Instagram, hoặc là Facebook gọi là Facebook bình thường ấy. Đấy, thì biết đâu đấy nó có một cái nền tảng khác, một cái kỳ lân công nghệ khác thì họ sẽ phát triển lên, thì họ đánh bại YouTube thì sao. Nhưng mà nói túm lại là một cái nền tảng để các bạn có thể chia sẻ trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Các bạn có thể tạo tài khoản YouTube, và sau đó các bạn đăng video của bạn lên, miễn là các bạn làm theo đúng luật, là không lấy lại video của người khác để các bạn đăng, và các bạn cứ quay lên là các bạn được đăng thôi. Đấy, rất là đơn giản thế thôi. Đấy, hiểu sơ bộ nó là như thế. Ngoài ra ấy, thì nó còn là một cái công cụ nữa, công cụ tìm kiếm.
Ví dụ bạn muốn tìm cái gì thì bạn sẽ mở Google lên bạn tìm, hoặc là bạn mở các công cụ tìm kiếm lên như cả Bing, rồi Yahoo, rồi Cốc Cốc các kiểu ấy. Thì đấy là cái công cụ tìm kiếm. Và bây giờ YouTube thì bạn cũng có thể mở YouTube lên và bạn tìm kiếm những thứ bạn cần. Ok. Cái điểm thứ ba mà mình muốn chú ý ở đây, nếu như bạn muốn làm YouTube, là làm trở thành YouTuber ấy, thì ngoài các cái nội dung video bạn chia sẻ miễn phí có nhiều người xem ra, thì nếu như mà bạn xác định ấy, định hướng để làm YouTuber để kiếm tiền, tức là kiếm tiền từ nội dung quảng cáo ở trên YouTube ấy, thì các bạn sẽ phải có đạt được cái điều kiện nhé. Cái điều kiện này ấy, thì nó sẽ thay đổi theo thời gian, và nó cũng kiểu không cố định là năm nay là thế này rồi năm sau nó vẫn phải thế này, mà nó có thể là nó thay đổi theo cái luật của YouTube. Nếu mà người ta muốn thích thì người ta thay đổi thôi. Đấy thì vì người ta tạo ra cái môi trường này, tạo ra cái gọi là giống như kiểu là nhà sáng lập game ấy, mà sau đấy họ kiểu thay đổi luật chơi ấy, thì các bạn phải thay đổi theo đó. Thế còn đây, tức là hiện tại nhé, năm 2022 thì khi mà YouTuber mà đạt được 1.000 người sub và 4.000 giờ xem thì các bạn sẽ đủ điều kiện để các bạn bật kiếm tiền. Mà thực ra cái từ bật kiếm tiền trong YouTube ấy, nó cũng không có gì ghê gớm cả. Nhiều bạn mà cứ bật kiếm tiền rồi các bạn chẳng biết bật ở đâu, nó có phải công tắc bật. Thực ra thì gọi là về tức là về trừu tượng thì đúng là nó một cái công tắc thật, nó là một cái nút bấm để bật. Bạn muốn bật kiếm tiền không? Có, bấm vào đấy để bật. Nhưng mà thực ra ấy, thì nó chỉ là cái hợp đồng thôi. Hợp đồng giữa nhà sáng tạo nội dung, tức là cái YouTuber với lại YouTube. YouTube là cái công ty, tức là một công ty sẽ ký hợp đồng với cái nhà sáng tạo nội dung, đồng ý với các điều khoản, các thứ linh tinh. Sau đó ví dụ là YouTube, là công ty YouTube sẽ đồng ý là tôi sẽ sử dụng cái nội dung của anh để tôi đặt các cái quảng cáo trên cái nội dung đó, và tôi sẽ chia sẻ cái phần doanh thu quảng cáo đó với anh. Đấy, thì mình là cái người sáng tạo nội dung là YouTuber thì mình sẽ đồng ý ký vào cái hợp đồng đó. Ok, video của tôi up lên YouTube, anh cứ toàn quyền xử lý, anh cứ làm gì làm, và anh đặt tiền quảng cáo đấy thì anh chia sẻ doanh thu với tôi. Thì đấy bản chất của cái việc là bật kiếm tiền, được bật kiếm tiền. Tức là nó sẽ giống như là bạn đi làm cái gì đấy, bạn đi làm thử việc ấy. Bạn thử việc 3 tháng ấy, hoặc là thử việc 1 tháng, 2 tháng gì đấy. Sau khi bạn kiểu đạt được các tiêu chí rồi, đạt được các cái tiêu chí của nhà tuyển dụng rồi, thì người ta sẽ đưa cho bạn một cái hợp đồng. Ký hay không? Ký thì làm việc tiếp, còn không ký thì thôi. Đấy, thì kiểu như thế. Thì cái việc bật kiếm tiền là nó cũng như thế, tức là bạn chỉ ký vào cái hợp đồng là ok, bây giờ tôi sẽ làm cái nội dung cho anh, tức là làm nội dung cho YouTube, và tôi sẽ tiếp tục làm nội dung, và bạn anh có thể đặt quảng cáo trên video của tôi nhưng phải chia sẻ cái phần doanh thu quảng cáo với tôi. Thế còn tỷ lệ chia sẻ thì hiện tại nó là 40-60, mình sẽ nhận được khoảng 60% doanh thu quảng cáo, còn YouTube nhận 40, hoặc là ngược lại gì đấy, mình sẽ cập nhật cho bạn ở trên cái màn hình này. Ok, thế còn khi mà bạn đã ký vào cái hợp đồng đấy rồi thì bạn sẽ nhận được cái tiền đấy ở trong cái ví của bạn, tức là cái ví của YouTube nó đang dùng hiện tại, nó là cái Google AdSense. AdSense bạn sẽ tạo ra một cái ví, gọi là tạo Google AdSense, tạo ra một cái ví để bạn có thể đựng cái tiền đấy, đựng cái tiền của YouTube nó trả cho bạn hàng tháng nhé. Nó sẽ trả hàng tháng vào ngày 22 đấy. Vào ngày 22 hàng tháng thì YouTube nó sẽ tổng hợp lại bạn nhận được bao nhiêu tiền, nó sẽ chuyển khoản cho bạn. Hiện tại là chuyển khoản các bạn nhé, chuyển khoản thẳng vào ngân hàng luôn, không cần phải kiểu chạy ra ngân hàng rút tiền từ Western Union gì đấy. Ok, đây sơ bộ thế thôi, YouTube là gì, nhận tiền như nào, ký hợp đồng như nào. Tiếp theo là sẽ có một cái câu hỏi rất là hay, đó là nhiều bạn hỏi mình luôn, anh ơi em muốn làm YouTube mà em không biết làm gì, thế thì rồi là YouTuber thì làm gì, rồi là làm YouTube là làm gì. Thì như các bạn nhìn thấy, một là YouTuber thì làm gì, chẳng làm gì cả, chỉ làm mỗi một cái, làm một việc duy nhất thôi, đấy là tạo video để up lên YouTube thôi, chứ có cái làm cái gì đâu. Còn nếu như mà bạn muốn hỏi là cách tạo video thì nó lại còn phụ thuộc vào cái nội dung video bạn định làm. Ví dụ bạn muốn dạy học như thế này thì bạn chỉ quay màn hình thôi, bạn quay cái webcam là bạn làm được. Thế còn bạn muốn dựng clip hài, rồi muốn dựng clip ca nhạc, thì các bạn sẽ có nhiều cái cách thức khác nhau để làm. Nhưng tựu chung lại thì làm YouTuber là làm video, chứ không có kiểu làm cái gì khác cả. Nếu bạn làm cái gì khác thì nó không phải là YouTuber, không phải YouTuber. Tuy nhiên ấy, cái việc tạo video là việc chính, nhưng mà YouTuber thì còn làm mấy cái việc lăng quăng nữa, làm rất là nhiều thứ, ví dụ như là tạo ảnh đại diện này, xong rồi nghiên cứu từ khóa này, rồi là kiểu đi chia sẻ trên mạng xã hội này, rồi là đi mời người thân vào để xem video của các bạn ấy. Thì đấy là những cái việc phụ, còn việc chính là các bạn chỉ cần tạo video thôi.
Tạo video thì các bạn sẽ có nhiều cách nhé. Một là các bạn cầm cái máy quay lên các bạn quay video, thế còn hai nữa là các bạn vào máy tính, các bạn vào phần mềm, thế là bạn copy các hình ảnh vào, chèn cái nhạc vào thì cũng thành tạo thành một cái video. Hoặc là các bạn có thể lấy các cái ảnh sau bắt đầu ghép cái giọng nói của bạn vào cho cái chữ nó chạy trên màn hình, thì đấy cũng là một dạng video. Ấy tức là nó cách tạo thì nó có sẽ nhiều, có nhiều cách tạo khác nhau. Bạn chỉ cần có ý tưởng là bạn bắt đầu bạn sẽ kiểu thực hiện là tạo video, nhưng cuối cùng là phải tạo ra cái video thì các bạn mới up lên được YouTube. Ok, đấy là YouTuber làm gì. Tiếp theo là nếu như mà bạn muốn bắt đầu làm YouTuber thì bạn sẽ phải làm những cái bước gì. Thực ra các bước đơn giản thì như này nhé. Đầu tiên bạn sẽ phải tạo một cái tài khoản Google. Tạo tài khoản Google thì chính là cái Gmail của bạn ấy. Để sau bạn tạo kênh YouTube. Đấy, sau khi tạo kênh YouTube rồi thì bạn sẽ làm tiếp cái bước thứ ba là bạn tùy chỉnh cái kênh YouTube đó. Ví dụ như bạn viết mô tả về cái kênh của bạn. Kênh của bạn về cái gì? Về ẩm thực, về vlog, về du lịch, về dạy học, về phần mềm, thì các bạn viết mô tả về kênh. Thứ hai nữa là bạn tạo ra cái banner của kênh. Banner là cái kiểu biển quảng cáo. Biển quảng cáo này rất là hay nhé. Nếu như bạn người ta mới vào kênh của bạn kích vào cái, người ta sẽ xem luôn cái biển quảng cáo. Giống như là cái số nhà ấy, bạn đặt ấy. Thế là kiểu số nhà hoặc là cái tên của cái tên cửa hiệu của bạn ấy, thì gọi là YouTube banner hoặc là YouTube channel ad. Thứ ba là bạn nên tạo cho bạn một cái logo cho cái kênh của bạn. Logo thì ví dụ thương hiệu của bạn như nào thì bạn tạo như thế. Cá nhân thì chụp cái ảnh thôi, chụp cái ảnh đẹp đẹp ấy là bạn làm cái logo kênh được. Như mình là có hai kênh, thì một kênh là mình để cái ảnh của mình mà cũng không phải là ảnh đẹp lắm. Một kênh thì mình sẽ để hai chữ là tên kênh của mình, E-Learning Supporter là E và S. Đấy, cái logo là như thế. Tiếp theo thì bạn có thể nhé, có thể hoặc không là bạn tạo một cái kiểu video giới thiệu về kênh ấy, nó gọi là channel trailer ấy. Thế đấy, bạn đặt lên kênh. Nhưng mà thực ra thì khi mà mới làm ấy, bạn chưa cả biết quay hay chưa cả biết gì ấy, thì ra là kiểu không cần thiết. Mình cũng chưa làm, đến bây giờ mình làm mấy năm rồi mình cũng chẳng có cái giới thiệu kênh. Bởi vì cái nội dung trong video của bạn nó sẽ quyết định là cái kênh của bạn là người ta sẽ biết đến bạn là cái gì, chứ không phải là cái kiểu cái giới thiệu. Ví dụ mà nhiều bạn giới thiệu là hello, xin chào các bạn, trong cái kênh này mình sẽ chia sẻ được cái nội dung du lịch, xong rồi đến ở trong video ấy chẳng có du lịch du nhất gì cả, toàn là cái mấy cái nội dung đâu ấy. Ok. Tiếp theo là bước thứ tư, sau khi các bạn tùy chỉnh kênh thì các bạn phải nghiên cứu nội dung nhé. Sau đấy định hướng phát triển cho cái kênh YouTube của bạn. Nghiên cứu nội dung này nó rất là quan trọng nhé. Bạn sẽ phải nghiên cứu, thứ nhất là cái nội dung bạn định làm ấy, nó có kiểu, một là nó có nhiều người xem không, có nhiều người chú ý không, hoặc là có tiềm năng phát triển hay không. Đấy là thứ nhất. Bên thứ hai nữa là cái mức độ cạnh tranh của cái nội dung đó thì nó như thế nào. Ví dụ bạn cùng về làm về edit video chẳng hạn, mà bây giờ bạn muốn dạy về Premiere Pro chẳng hạn, thì các bạn cạnh tranh rất là nhiều nhé. Đến có hàng nghìn, hàng trăm nghìn những cái người làm hướng dẫn sử dụng về Premiere Pro ở trên YouTube rồi. Thế còn nếu như bạn tập trung vào Filmora thì có thể bạn sẽ chỉ cạnh tranh với mình này, rồi một số người thôi, một số người ở trên mạng ở Việt Nam và thế giới thôi, thì nó sẽ nhỏ hơn. Thế còn ví dụ bạn làm về nội dung du lịch này, vlog hàng ngày này, thì nói chung là cũng phải cạnh tranh rất là cao. Bởi vì cái nội dung vlog là cái nội dung dễ. Vlog mà quay đời sống hàng ngày thì là nội dung dễ mà sẽ rất là nhiều người làm. Đặc biệt là bây giờ có nhiều ca sĩ rồi là diễn viên nữa, người ta cũng làm nữa. Đâm ra là cái kiểu nội dung người ta chia sẻ thì sẽ thu hút được nhiều người hơn so với những cái YouTuber mà nhỏ nhỏ như mình hoặc là những cái người mới làm ấy. Bởi vì làm sao, ai cũng có một quỹ thời gian như nhau. Đâm ra là cái thời gian mà người xem, người ta xem YouTube ấy, người ta bỏ hết ra để người ta xem các cái kênh gọi là người mẫu, diễn viên các thứ rồi, chưa kể là xem TikTok, Instagram nữa, thì người ta đâu có còn thời gian để xem mấy cái kênh kiểu làng nhàng và chán đâu, đúng không? Đâm ra là nghiên cứu nội dung và xác định cái mức độ cạnh tranh thì rất quan trọng. Tuy nhiên là kể cả là nếu như mà bạn đã đam mê vào một cái nội dung mà nó có mức độ cạnh tranh cao ấy, thì bạn vẫn có thể có cách để các bạn có thể làm được, vẫn có thể cạnh tranh được. Mẹo đấy thì sẽ chia sẻ phần nâng cao. Ok, tiếp theo cái bước cuối cùng của cái việc muốn làm YouTuber, đó là bạn phải chuẩn bị phần mềm, thiết bị, phần cứng và cả đội ngũ nếu cần. Nếu như bạn muốn xây dựng cái clip hài này, làm phim này, làm ca nhạc này các thứ, thì bạn cần phải có đội ngũ. Khi đó là bạn phải xây dựng được ai là người quay này, video này, ai là diễn viên này, sau ai edit video này, xong rồi ai kiểu tối ưu tùy chỉnh thumbnail các kiểu ấy. Đấy thì nó phải có đội ngũ. Thế nhưng mà nếu mà có thể là đội ngũ chỉ có một mình thôi, nó tùy vào cái nội dung. Ví dụ như mình là một mình nhé, một mình làm YouTube chứ mình không có đội ngũ nội dung gì cả. Kể cả con cái, bạn bè, anh chị, rồi vợ con các thứ của mình cũng không ai hỗ trợ mình cả. Mình làm từ đầu đến cuối luôn. Đấy là đội ngũ, nó gọi là one man team. Ok, tiếp theo là cái slide tiếp theo.
về phần các thuật toán và luật của YouTube. Mình nghĩ là các bạn sẽ rất là rối cái phần này, rồi các bạn sẽ lên tham khảo ông này, mẹo ông này, mẹo ông kia, rồi tất cả những cái này cái kia. Nhưng mà để tổng hợp lại thì YouTube nó là một cái bộ máy mà các bạn, nó sẽ có các cái nguyên tắc hoạt động của nó này, xong rồi có cái luật của nó. Thì có một số cái quan trọng thì mình sẽ chú ý gạch đầu dòng cho các bạn những cái quan trọng thôi. Thứ nhất là liên quan đến Content ID. Content ID là một cái hệ thống của YouTube để nó xác định các cái video mà up lên nó có bị vi phạm bản quyền hay không, có sử dụng lại các cái video của người khác hay không. Thì cái hệ thống này nó sẽ hoạt động tự động nhé. Nó hoạt động tự động mà đâm ra là khi bạn quay video của bạn, bạn up lên YouTube thì nó sẽ tự động là đánh giá đấy là cái video của bạn rồi. Tức là nó gắn cho bạn một cái hệ thống này, nó gắn cho bạn một cái mã gì đấy giống như kiểu QR code đấy, giống như cái mã định danh của bạn ấy. Thì khi mà người khác sử dụng lại video của bạn thì nó sẽ thông báo cho bạn biết là ok, ông B đang sử dụng video của bạn, bạn muốn làm gì với ông đấy. Sau đấy bạn sẽ có hai lựa chọn, một là kệ ông ấy thích làm gì làm, thứ hai nữa là bạn sẽ kiểu yêu cầu YouTube là gỡ cái video đấy ra, gỡ video đấy xuống và đánh ông cái gậy, tức là đánh gậy vi phạm bản quyền ấy. Thì là cái gậy đấy nó gọi là cái kiểu gậy, tức cái giống như kiểu cầu đầu chảm của Bao Thanh Tiên ấy. Tức là cái đấy là bạn kiểu ba cái gậy đấy là bạn kiểu mất đầu luôn ấy. Tức là kiểu bị khóa kênh luôn ấy. Thì đấy là liên quan đến Content ID, bạn nên tìm hiểu thuật toán, tức là thuật toán về Content ID và cái nội dung bản quyền. Thứ hai nữa là cái về nguyên tắc cộng đồng. Tại vì nguyên tắc cộng đồng nó giống như là luật pháp của YouTube ấy. Luật ra là bạn được làm gì, không được làm gì, bạn không được gọi là ăn cắp video của người khác, rồi là không được lừa đảo ở trên YouTube này, rồi là không được, nói chung là không được nhiều thứ lắm. Nhưng mà nó là nguyên tắc cộng đồng, nếu như bạn vi phạm nguyên tắc cộng đồng thì bạn sẽ bị cấm hoạt động trên YouTube luôn, coi như kiểu bay màu trên YouTube luôn. Thì đấy là nguyên tắc cộng đồng, không được vi phạm nguyên tắc cộng đồng bởi vì đó là luật pháp. Thì nếu như là các bạn muốn tham khảo thêm về cái nguyên tắc cộng đồng này, mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả tất cả những cái thứ liên quan đến mấy cái luật và thuật toán này. Các bạn có thể đọc rồi các bạn xem để các bạn tự hiểu, chứ mình thì mình hiểu là nó là luật pháp, nhưng các bạn thì có thể hiểu đấy là kiểu luật chơi, nó khác nhau. Ok. Ngoài ra thì có một cái nữa mà các bạn nếu mới làm YouTube ấy, các bạn cũng phải nên quan tâm, đấy là luật bảo vệ trẻ em và bảo vệ gọi là động vật hoang dã các thứ ấy. Mấy cái luật đấy thì ở trên YouTube ấy, họ cũng làm rất là chặt. Ví dụ bạn mà up video mà bạn lạm dụng trẻ em ấy thì có thể YouTube nó sẽ quyết định là xóa kênh của bạn. Hoặc nếu như vào trong video của bạn có trẻ em thì họ sẽ hạn chế cái người xem, hoặc hạn chế quảng cáo cái video đó. Đấy, bên cạnh đó thì còn một cái nữa là nếu như mà video của bạn mà có trẻ em mà bạn đặt là cái video này tôi làm cho trẻ em ấy, thì YouTube nó sẽ tối ưu chỉ đưa cái video đấy để cho trẻ em xem thôi, chứ nó không giống như ngày xưa là cứ kiểu video nào cũng được, có trẻ em thì cũng không sao rồi, có trẻ em thì cũng đưa cho người lớn xem rồi các thứ, được kiểu promote tùm lum hết đấy. Tại vì nó bảo vệ là trẻ em là người ta kiểu không xem, tức là không mua hàng mua hết gì đấy. Đâm ra là YouTube nó sẽ không đặt mấy cái quảng cáo các thứ để cho trẻ em xem, bởi vì trẻ em nó sẽ kiểu ngố. Nó ngố ngố. Ok, đấy là mấy cái về luật lệ nguyên tắc linh tinh thôi. Thế còn bạn mới làm YouTube thì các bạn nên làm cái gì cho nó phù hợp, tức là phù hợp với nguyên tắc nhé, phù hợp với nguyên tắc và phù hợp với luật. Nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ còn cũng chưa biết là có làm được đúng hay không ấy. Bản thân mình làm YouTube bao nhiêu năm rồi mà cũng có nhiều bạn làm YouTube khoảng 5-7 năm rồi vẫn vi phạm luật như thường, thỉnh thoảng cũng sử dụng nội dung liên quan bản quyền. Nhưng các bạn biết là mình kênh của mình bị tắt kiếm tiền 2 lần. Lần gần đây nhất thì liên quan đến AdSense, nhưng mà lần trước thì toàn liên quan đến kiểu vấn đề bản quyền với lại kiểu report về gọi là nguyên tắc cộng đồng thôi. Một lần thì không hiểu tại sao nó báo là vi phạm nguyên tắc cộng đồng, nhưng mà xong rồi mình kiện lại ấy. Tức là mình liên hệ với người ta hỗ trợ lại ấy, thì đâm ra lại cũng kênh lại không vi phạm gì, đâm ra là ok thì vẫn phát triển được tiếp. Thế chứ còn nói chung là nó sẽ thay đổi luật chơi mà, luật chơi của nhà người ta, đâm ra mình thay đổi. Nếu bạn mà dành toàn thời gian làm YouTube ấy, thì các bạn cũng nên phải có một cái phương án dự phòng nào đó để trong cái trường hợp là ví dụ nó xóa kênh của bạn chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải có một cái kênh khác để dự phòng, hoặc là có một cái phương tiện khác để các bạn có thể bù đắp cái nguồn thu từ YouTube. Ok. Ở đây có mấy cái về nguyên tắc liên quan đến lừa đảo nữa. Nói chung là tóm lại lừa đảo thì ở đâu cũng không tốt. Luật pháp ở ngoài bạn cũng không nên lừa đảo, nên ở trên YouTube cũng vậy. Nếu như bạn muốn câu view, rồi là chia sẻ những thông tin sai sự thật, rồi là chia sẻ về những cái thứ mà nó
tức là nó gọi là kiểu lừa đảo ấy, lừa đảo rồi lừa đảo người ta, thì trên YouTube nó cũng hoàn toàn cấm cái hành vi đấy. Ok, sơ bộ là như thế thôi, không cần phải biết nhiều về các cái thuật toán và luật của YouTube, bởi vì những cái thuật toán này nó sẽ thay đổi theo thời gian, thì nó không cố định mãi mãi. Ok, và cái phần tiếp theo đó là làm nào để xây dựng một cái kênh YouTube sạch. Thì các bạn tìm hiểu về các cái thuật toán và các cái nguyên tắc rồi, thì các bạn chỉ việc là tạo video, và các bạn sẽ theo những cái bước sau đây. Một là không sử dụng lại các cái nội dung bản quyền. Ví dụ bạn cứ nhìn thấy người ta sử dụng lại rồi các bạn thích thì các bạn làm lại, sử dụng lại hoặc bắt chước người ta ấy, thì nó sẽ không phải là một cái kênh YouTube sạch. Thì các bạn sẽ rất là dễ bị xóa kênh, rồi là bị vi phạm bản quyền, rồi các thứ bị tắt kiếm tiền các thứ. Ví dụ như là các cái nội dung bản quyền như là clip bóng đá này, clip nhảy của người khác này, nhạc của người khác này, nhạc Việt Nam, nhạc nước ngoài là những cái nhạc mà nó có bản quyền và không cho phép bạn sử dụng ấy, thì các bạn cứ sử dụng lại thì các bạn sẽ không phải là một kênh YouTube sạch. Với thứ hai nữa, nếu như mà bạn định xác định nội dung, định kiểu quay trẻ em rồi yêu cầu các em ấy làm việc rồi các thứ ấy, thì các bạn không nên làm nhé. Làm những cái đấy thì kênh YouTube của bạn nó sẽ sớm hay muộn thì nó cũng bay màu đấy, bởi vì là rất là nguy hiểm, nó không phải là kênh YouTube sạch. Rồi những cái video mang tính chất câu view lừa đảo. Câu view ở đây lừa đảo là gì? Tức là nó cái ranh giới rất là mong manh giữa việc là bạn tạo một cái thumbnail đẹp, tạo một cái tiêu đề nó giật tít, nhưng mà cái nội dung bên trong ấy, thì nó lại hoàn toàn nó không liên quan gì đến cái tiêu đề và cũng không liên quan gì đến cái thumbnail cả. Thì đấy là câu view. Thế còn lừa đảo là gì? Lừa đảo là ví dụ bạn hướng dẫn người ta là kiếm được 1 triệu đô một ngày chẳng hạn. Hoặc là giống như cái thumbnail hôm trước mình làm ấy, kiếm 5 triệu một ngày, 10 triệu một ngày bằng cách chỉ ngồi không, ngồi xem video thế này là bắt đầu kiếm được 10 triệu, bao nhiêu triệu. Xong rồi bạn hướng dẫn người ta là đi ra đường này, đi ra đường cầm khẩu súng cướp nhà băng. Đấy là những cái nội dung mà câu view lừa đảo thì các bạn không nên làm, chứ tại vì kênh, những kênh YouTube như thế thì không sớm thì muộn thì YouTube nó cũng kiểu xử lý, hoặc là người ta nếu mà người ta xem ấy cảm thấy không đúng sự thật ấy, thì người ta sẽ kiểu report lại kênh của bạn ấy. YouTube nó sẽ có đội ngũ xem xét những cái report đó, nếu mà đúng sự thật thì có thể nó sẽ khóa kênh của bạn hoặc là gửi cảnh báo đến cho bạn. Bên cạnh đó thì còn ngoài những cái đấy ra, nó còn có một cái nữa là có thể là bạn bạn không biết là cái video của bạn đang tạo ra để lừa đảo người khác. Ví dụ như là có những cái người quảng cáo tiền điện tử này, rồi quảng cáo game thế này thế kia, xong rồi yêu cầu bạn nhận quảng cáo ấy, thì bạn nhận xong rồi bạn giới thiệu đến cái đồng tiền này này, giới thiệu đến cái game này ấy, nhưng mà xong rồi bản bản thân cái game đấy đầu tiên khi mà bạn làm ấy thì nó vẫn bình thường, nhưng mà sau một thời gian ấy, họ đổi cái link đấy, tức là bởi vì là cái link của bạn ấy click nó sẽ đến một cái website hoặc là một cái app nào đó, thì sau đó là người ta đổi đấy là kiểu người ăn cắp dữ liệu rồi thế này thế kia, thì đấy cũng là một cái nội dung lừa đảo, các bạn cũng nên cẩn thận. Bên cạnh đó thì các bạn không nên tạo các cái video về bạo lực, giết hại động vật hoang dã, giống như cái nguyên tắc mà bảo vệ động vật hoang dã các thứ ấy, và kiểu phù hợp với quảng cáo. Thì một số nếu mà video bạo lực ấy hoặc là kiểu giết động vật, nhưng mà động vật nuôi các thứ như kiểu chó gà lợn các thứ thì chắc là cũng ok, không vấn đề gì, nhưng mà nó sẽ bị hạn chế quảng cáo thôi, chứ cũng không phải là kiểu xóa kênh bay màu các kiểu. Còn cái cuối cùng thì các bạn không nên re-up video của người khác, đặc biệt là video có trên YouTube, vì up lên thì nó cũng chả được việc gì cả. Một là các bạn sẽ nhận những cái khiếu nại về bản quyền, nếu người ta không thích, người ta đánh gậy bạn 3 gậy thì bạn sẽ bị xóa kênh. Đấy. Thế còn khi mà các bạn video được có nhiều người xem rồi, nhiều view rồi ấy, thì cũng kiếm tiền thì lại chảy vào túi người ta thôi. Có một cái option đấy, tức là có một cái lựa chọn đấy của cái người sáng tạo nội dung ấy. Video của tôi anh cứ up đi, nhưng mà đến lúc mà anh được kiếm tiền ấy, tiền nó sẽ chảy vào túi tôi. Rất là ngon. Ok. Tiếp theo thì các bước nhé, các bước xây dựng. Các bước xây dựng thì các bạn sẽ có mấy bước thôi, mình chia sẻ ngắn. Một là các bạn nghiên cứu và xác định nội dung sẽ làm. Sau đó là bạn sẽ đi vào chuẩn bị phần mềm và phần cứng. Phần mềm thì các bạn có thể học các cái công cụ chỉnh sửa video nhé. Chỉnh sửa video là quan trọng nhất, bởi vì làm YouTuber là tạo video mà, đâm ra các bạn phải học cái công cụ chỉnh sửa video, nó có rất là nhiều nhé. Nhưng mà trên kênh của mình ấy, chủ yếu mình hướng dẫn về Filmora, đâm ra các bạn có thể xem xét Filmora 11 nhé, sắp tới có thể ra Filmora 12 để làm video, chỉnh sửa video. Thế còn bạn nào mà làm nội dung mà nó liên quan đến quay màn hình các thứ ấy, thì bạn có thể nghiên cứu về Active Presenter và Camtasia, hai cái phần mềm rất là xịn về quay màn hình.
Bạn nào livestream thì bạn có thể học về OBS Studio livestream và một số cái app livestream khác. Nói chung là phần mềm sửa video thì có rất là nhiều, các bạn có thể nghiên cứu thêm. Ngoài ra thì các bạn cũng phải chú ý đến những cái phần mềm hoặc là những cái ứng dụng để làm cái ảnh mô tả. Bởi vì làm YouTube thì có ba cái quan trọng nhất là tiêu đề này, tiêu đề mô tả và ảnh đại diện. Nên là ảnh đại diện thì có nhiều công cụ nha, các bạn có thể dùng Photoshop này, Canva cũng được này, hoặc là cái gì cần Snapchat. Nói chung là có rất là nhiều công cụ chỉnh sửa ảnh, các bạn cứ tạo được cái ảnh đẹp là được rồi. Nhưng mà chú ý là phải làm nhé, tại vì có nhiều kênh còn làm YouTube mãi rồi xong bắt đầu mấy tháng rồi còn chưa tạo được cái ảnh đại diện. Ảnh đại diện cho từng video ấy, cái đấy nó cũng rất là quan trọng. Cái đấy nó liên quan đến kiểu CTR ấy, gọi là cái mà tỷ lệ người ta click vào video của bạn khi nó ở trước mặt người ta ấy. Đấy, thì các bạn chú ý học những cái công cụ đó. Ngoài ra còn một cái công cụ nữa, ví dụ công cụ nghiên cứu từ khóa như TubeBuddy hoặc VidIQ thì các bạn cũng có thể cài lên. Mấy cái công cụ này nó hoàn toàn miễn phí thôi. Thì miễn phí thì các bạn có thể nghiên cứu từ khóa và xác định cái topic chủ đề mà các bạn định làm video ấy, nó sẽ kiểu nó sẽ dễ hơn và nó sẽ nhanh đem lại kết quả hơn so với việc các bạn là tự làm linh tinh. Ok, đấy là về mấy cái công cụ thôi, đấy phần mềm. Thế còn phần cứng thì nó phải tùy vào cái nội dung của bạn nhé. Nội dung của bạn như nào thì bắt đầu mới có thể tư vấn tiếp cho bạn về phần cứng được. Ví dụ như mình thì mình có một máy tính, một cái laptop, màn hình này, webcam này, mấy cái đèn này. Nói chung là làm video thì phải có đèn. Làm ra mấy cái đèn này thì ok. Thế nhưng mà nếu như bạn nào mà quay video kiểu dạng khác chẳng hạn, dạng vlog này, dạng video hài này, clip ca nhạc các thứ, thì bạn sẽ phải cần những cái thiết bị khác. Ví dụ như máy quay khác, len khác, rồi là chân, rồi là gimbal, rồi các kiểu ấy, flycam ấy, các thứ. Đấy là video chia sẻ về các kiến thức cơ bản để cho một người mới làm YouTube và bắt đầu định làm YouTube thì các bạn nên tìm hiểu. Tất cả những cái thứ này là mình đã hệ thống từ đầu rồi. Tức là từ đầu các bạn cần học những cái gì thì các bạn nên tìm hiểu về những cái nội dung đấy. Thì có thể là nó sẽ mất một tuần hoặc là mất 10 ngày để các bạn tìm hiểu hết những cái này ấy. Thì các bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm nội dung, xác định nội dung để các bạn có thể đi đến bước tiếp theo. Đó là lựa chọn phần mềm như thế nào này, lựa chọn phần cứng như thế nào này. Thì các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Hoặc các bạn có thể nhắn Zalo cho Zalo các bạn cho mình chẳng hạn. Số Zalo các thứ thì mình đặt tất cả ở dưới phần mô tả nhé. Kể cả những cái ứng dụng mà mình sử dụng các thứ ấy, thì mình cũng đặt ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể xem ở dưới mô tả ấy. Thì để biết được là mình dùng cái gì, rồi là mình khuyến khích cái gì cho các bạn ấy. Thế còn nếu mà nói nữa thì nó sẽ rất là dài. Mình sẽ để dành cho cái video tiếp theo về các cái nội dung từng chủ đề riêng, tư vấn riêng cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video đến tận phút này. Hơi bị dài. Và các bạn nhớ ấn nút like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.